Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Store Channel. Mình là Mika đây và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một mẫu laptop rất là rẻ dành cho những bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc laptop để phục vụ những cái tác vụ gọi là văn phòng cơ bản. Ở đây thì mình đang trên tay một laptop đến từ Dell. Chiếc máy này nó sẽ có tên đó chính là Dell Latitude E7440. Nó có cho chúng ta là một con chip thế hệ thứ tư đến từ Intel các bạn ạ. Thì đây cũng là một chiếc máy ra mắt từ khá lâu rồi nhưng mà xét cho đến thời điểm hiện tại cái giá trị của nó vẫn còn các bạn ạ. Giá trị sử dụng của nó vẫn thật sự rằng là một điểm mà khiến cho mình ngạc nhiên vì nó có cho chúng ta là một cái trải nghiệm mượt mà như thế với một hiệu năng đến từ con chip Intel Core i5 rơi vào thế hệ thứ tư. Cái điểm đầu tiên mà mình thấy được của chiếc laptop này đó chính là với một khoảng thời gian ra mắt khá lâu như thế rồi, nó vẫn có chúng ta là một cái phong thiết kế nhìn chung là sang trọng với cái phần bề mặt kim loại được có một cái lớp sơn full cát này trông rất đẹp luôn. Và cái khung của nó là khung magie các bạn nhé, đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ STD810G. Đối với Dell là thế các bạn ạ. Đối với Dell là cái tiêu chuẩn độ bền này nó luôn luôn đi kèm và nó không thể nào mà nó thiếu được. Tại vì khi mà chúng ta nhắc đến Dell, cái thứ đầu tiên nó xuất hiện trong đầu này đó chính là độ bền. Và độ bền của con này thì chắc chắn nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Phong thiết kế rất sang trọng và trọng lượng của nó sẽ dao động tầm khoảng là 1,6 kg cho cái độ dày là khoảng 2cm. Đây là một cái phần kích thước cũng như trọng lượng tổng thể mình đánh giá rằng là đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái điều gì đó rất là ok, chứ nó không phải là nặng hay là dày đâu các bạn nhé. Và nói luôn về phần màn hình đó chính là các bạn sẽ bỏ thêm tầm khoảng 400.000 nữa, tức là khoảng 7,5 triệu thì chúng ta mới có thể có được một cái màn hình Full HD IPS chất lượng. Các bạn không nên sử dụng cái tấm nền có độ phân giải HD để tiết kiệm chi phí đâu các bạn nhé. Cơ bản ấy là khi mà chúng ta đã quyết định bỏ ra cái tầm tiền trong cái phân khúc giá này thì rõ ràng là chúng ta không có một hầu bao quá trống rỗng, và ít gì là khi chúng ta mua cái chiếc laptop này chúng ta cũng sẽ có một cái suy nghĩ đó chính là gắn bó lâu dài, tại vì cũng phải được 2-3 năm mới làm một cái chiếc laptop giá rẻ như thế này. Thế cho nên là cái việc mà các bạn mua một cái tấm nền chất lượng ngay từ ban đầu ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn, cũng như là về cái phần bảo vệ sức khỏe của chúng ta nữa, đôi mắt của chúng ta nữa nó sẽ tốt hơn. Các bạn sử dụng một cái tấm nền có độ phân giải HD thì cái góc nhìn của nó thứ nhất là hẹp. Khi các bạn mở 180 độ như thế này chắc chắn nó sẽ có hiện tượng đảo màu và nhìn rất là khó. Đó. Còn đối với lại một cái màn hình Full HD IPS như thế này rồi thì đảm bảo về phần màu sắc, đảm bảo về phần độ sáng cũng như đảm bảo về phần góc nhìn. Đó, cho nên là khi mà trải nghiệm một cái màn hình như thế này tầm khoảng 8 triệu thì bây giờ không gì để chê cả, cũng gọi là màn hình chống lóa nữa. Nên thành ra là khi mà ánh đèn nó chiếu trực tiếp vào đây thì nó sẽ không có hiện tượng bị lóa. Nó còn có chúng ta là một con chip Core i5 thế hệ thứ tư như mình đã nói ở đầu video. Thì con chip này nó vẫn cho ra những thao tác cực kỳ mượt mà với những tác vụ liên quan về văn phòng các bạn nhé. Chuyển đổi giữa các trang thì nó cũng rất là nhanh và nó không có cái hiện tượng delay quá nhiều. Tất nhiên chúng ta phải chăm trước cho nó, tuy nhiên thì các bạn sẽ cảm thấy hài lòng ngay lập tức thôi. Con này thì RAM và SSD của nó thì trong tầm khoảng 7 triệu ấy, nó chỉ có 4GB và 128GB thôi. Thì các bạn cố gắng là bỏ thêm khoảng là 700-800.000 nữa để có RAM 8GB và SSD sẽ là 256GB. Tệ gì cũng phải được như thế để chúng ta còn lưu dữ liệu. Mặc dù thì dạo gần đây mình thấy rằng là nhiều người họ cũng đã sử dụng cái gọi là đám mây rồi, Google Docs này, Google Sheet này, những cái trang tính, những cái phần mà đánh văn bản như là Word ấy, thì đều có thể là sử dụng trên mạng được. Đó, nó rất đơn giản. Tuy nhiên thì cũng sẽ cần có thêm một cái dung lượng lưu trữ nữa, gọi là phòng hờ trên cái chiếc laptop của chúng ta. Thì mình nghĩ rằng là bỏ thêm tầm khoảng 700-800.000 nữa cộng với cái màn hình nữa là 1 triệu, cho là con này khoảng 8 triệu đi, thay vì là 7 triệu như là mức giá niêm yết ban đầu, thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm ổn và lâu dài nhất. Đó, về lâu về dài thậm chí nếu như chúng ta kiếm được thêm thì bỏ ra vài 300 nữa để nâng cấp lên khoảng SSD 512GB là quá hợp lý rồi. Con này cần RAM 8GB thôi chứ cũng không phải là cố gắng lên tới 16GB để làm gì cả. Còn về phần loa của con này thì cũng là một cái loa đủ nghe thôi. Mình cũng sẽ không nói quá nhiều về một chiếc laptop cũ như thế này. Nhưng mà vào cái thời điểm ra mắt các bạn nhé, nó có mức giá lên tới là $1,300 đấy. Khủng khiếp đấy chứ không phải đùa đâu, 30 triệu một cái con máy như thế này. Đó, và đi kèm với đó là gì? Chúng ta sẽ còn có, đó chính là những cái cổng kết nối được đặt ở một vị trí mình đánh giá rất cao, và đến bây giờ thì chỉ có những dòng laptop đến từ Lenovo như là Legend ấy, họ mới duy trì các cái cổng kết nối được đặt ở phía sau bản lề như thế này. Chứ đặt hai bên như thế này các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta cắm nhiều cái thiết bị ngoại vi vào kết nối cùng một lúc, chuột, bàn phím hay là các cái thiết bị khác, thì nó sẽ tạo ra một cái sự rườm rà và rối rắm. Riêng con này không, hầu hết là những cái cổng quan trọng thì nó đều đặt ở đằng sau rồi, nó vẫn có những cổng lớn như là HDMI, cổng bàn lan, cái thứ này kia đó, để cho chúng ta dễ dàng là cắm ở đằng sau như thế này. Như vậy thì khi chúng ta làm việc nó sẽ cực kỳ gọn gàng, và khi mà chúng ta rơi chuột chúng ta cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.
Đó, cạnh trái của con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một khay tản nhiệt ở đây. Thì với cái hiệu năng này thì mình thấy là với việc mở tầm khoảng 8 9 tab chrome như thế, cũng như là mở thêm Word cái thứ này kia nữa thì nó sẽ là hơi nóng. Thật sự là như thế, không thể nào mà chúng ta có thể là kiểu thần thánh hóa lên về cái con chiếc Core i5 thế hệ thứ tư này được, chắc chắn là như thế. Còn về phần bàn phím của con này thì mình đánh giá rằng là so với lại những thế hệ Dell bây giờ nha, thì bàn phím của con này nó cho ra một hành trình phím rất tốt, nó sâu một cách mình bất ngờ luôn các bạn nha. Rất sâu các bạn nha. Nó giống như là ThinkPad vậy. Và những cái layout của con này thì nó có một cái khoảng cách vừa phải, kích thước cũng vừa phải, làm cho chúng ta có một cảm giác gõ rất là thoải mái. Để ở đây thì nó còn tích hợp thêm một cái bàn phím số ẩn nữa các bạn nè. Các bạn sẽ kết hợp cái phím FN đó, và sau đó thì các bạn sẽ nhìn lên ở phía bên góc trái, nửa trái của bàn phím, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những cái phím được đánh dấu màu xanh như thế này. Đó, thì với những ký hiệu như thế, các bạn sẽ có thể là kết hợp phím FN và gõ thành một cái bàn phím số được, dành cho những bạn nào làm kế toán chuyên nhập số liệu này kia. Thì đây là một điểm mà mình thấy rằng là nó rất là tinh tế của Dell vào thời điểm đó. Tất nhiên bây giờ thì các nhà sản xuất cũng đã tối giản rồi, cơ bản là cũng không ai thường xuyên dùng cái này cả. Đó, tương lai thì nó sẽ ngày càng tối giản và nó làm sao để nó thực dụng nhất có thể, thay vì là cứ lắp thêm nhiều cái nó rườm rà không đáng có màu mè. Nhưng mà rõ ràng cái này có hơn không, và rõ ràng cái máy này nó để phục vụ công việc mà, cho nên nó vẫn sẽ là cực kỳ phù hợp với những bạn nào là làm những công việc như thế. Đấy, có cũng hơn không lúc nào. Và một chiếc máy giá rẻ như thế này có thì nó lại gọi là ưu ái chứ còn gì nữa, nó có lợi cho người dùng chứ còn gì nữa. Đó, và về trải nghiệm pin của này thì nói chung không quá ấn tượng đâu, tầm 4 tiếng đổ lại, mà thường thì sẽ dao động tầm khoảng 3 tiếng là cùng. Thì đó cũng là trải nghiệm 2-3 ngày của mình với cái chiếc laptop này. Nhìn chung thì khi các bạn đã xác định mua cái chiếc máy này thì cái điểm yếu của nó về phần pin thì các bạn phải khắc phục bằng việc là sạc liên tục thôi. Một chiếc máy cũ như thế này mua về để nó phục vụ cho mình, mua về để nó kiếm tiền cho mình, chứ không phải mua về để mình nâng niu nó. Cho nên điều này là các bạn phải xác định quan điểm rõ ràng để có một cái trải nghiệm thoải mái nhất có thể. Và đó là gì mình gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn, các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop Dell Latitude E7440 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.